Joyful, happy camping day. Camping, good time.
Thank you.
Good morning, everybody. Xin chào tất cả mọi người. Let me tell you, last night I was sitting on my couch. Thưa hôm qua tôi đang ngồi ở ghế của tôi. Next to my children. Gần với các con của tôi. And I was watching some cartoon with them. Và xem một số phim hoạt họa với các em. And next thing you know, I opened my eyes. Và quý vị biết không, khi tôi mở mắt ra. And it was morning. Và lúc đó là sáng rồi. And when I opened my eyes, you know what I said? Và quý vị biết là khi mà tôi mở mắt ra tôi nói gì không? I said, praise God. Tôi nói là cảm ơn Chúa. Amen, praise God. Cảm ơn Chúa, phải không ạ? Can you all say praise God? For another day of life. Vì một ngày mới nữa cho đời sống chúng ta. Another opportunity to do his work here on earth. Và một dịp tiền nữa để chúng ta sống cho Chúa trên thế giới này. And I knew that I would get to drive all the way up here. Và tôi biết rằng tôi phải chạy xe từ nhà tới đây. To be on this mountain. Để có mặt tại trên núi này. With all of you. Với tất cả quý vị và các bạn. And I look forward to that. Và tôi mong được thời giờ này. Because not often do you get to sing in the language of heaven. Và ít khi nào gặp những người mà nói tiếng thiên đàng. Which we all know is Vietnamese. Chúng ta biết là tiếng Việt Nam đó. Isn't it awesome that when we pray to God in whatever language. Chúng ta thấy rằng khi chúng ta ngợi khen Chúa trong bất cứ ngôn ngữ nào. He understands us. Thì Ngài hiểu chúng ta. He hears us. Ngài lắng nghe chúng ta. Because he loves us. Tại vì Ngài yêu thương chúng ta. Because we are the family of God. Vì tất cả chúng ta là gia đình của Đức Chúa Trời. You have chosen to believe. Amen. Chúng ta đã được Chúa chọn lựa cho Ngài. You have repented of your sins. Amen. Chúng ta đã ăn năn tội lỗi chúng ta. And he has forgiven you. Amen. Và Ngài đã tha thứ cho chúng ta, phải không ạ? To live a free life. Để sống một đời sống tự do trên đất này. He even promises you heaven after this life. Và Ngài hứa cho chúng ta nước của Ngài sau cuộc sống này. How good it is to be in the family of God. Và ở trong gia đình Đức Chúa Trời thật là phước hạnh. A family obeys together. Và gia đình thì là vâng lời Chúa chung với nhau. And the fact that you're sitting here today, the fact that you sang worship songs to him, the fact that you worshiped by giving shows your obedience to God. Việc chúng ta có mặt tại đây ca ngợi Chúa dâng hiến nói đến sự vâng phục chúng ta đối với Chúa. And that's what a good family of God does. We obey God together. Và gia đình của Chúa là gia đình vâng phục ý muốn của Chúa. You will play, that's right, you'll play together. Chúng ta vâng phục Chúa chung với nhau, chúng ta cầu nguyện chung với nhau và chúng ta sẽ chơi chung với nhau. I hope that some of you who've grown up and take life so seriously understand that it's very important to play together. Tôi hy vọng những người mà sống mà đời sống nghiêm trọng quá thì có dành thời gian chơi với nhau. The only way that honors God. Và đó là cách mà chúng ta tôn vinh Chúa. Even in the storms. Ngay cả trong khi bão táp trong đời sống của chúng ta. Because we know our God is faithful. Tại vì chúng ta tin rằng Đức Chúa Trời là đấng thành tín. And of course we stay together. That is the family of God. Và dĩ nhiên chúng ta hiệp một chung với nhau. We asked you, who do you live for? Chúng ta hỏi rằng chúng ta sống cho ai? Who do you really live for? Thực sự cuộc đời chúng ta sống cho ai? And we challenge you to live for God by living for others. Và chúng ta nói với nhau rằng chúng ta phải sống cho Chúa bằng cách sống cho những người chung quanh mình. Because if you love God, you will also love others. Tại vì nếu chúng ta yêu mến Đức Chúa Trời thì chúng ta yêu thương lẫn nhau. Even the others that are not like you. Ngay cả những người không giống mình. This morning we bring you another message. Mà sáng hôm nay chúng ta học một điều khác nữa. A message that starts in one of my favorite verses in the whole Bible. Và sứ điệp này đến từ một câu kinh thánh mà tôi ưa thích nhất ở trong kinh thánh. Many of you know it. Nhiều người trong quý vị biết câu thánh này của tôi. And it's really important because we are in a time that's changing. Điều này rất là quan trọng tại vì chúng ta đang trong thời gian có nhiều thay đổi. People are going back to school. Nhiều người đang đi học trở lại. People are starting college. Nhiều người bắt đầu học đại học. And even though we do live in California where there's only one season. Và dù chúng ta ở California là nơi chỉ có một mùa thôi. Sunny. Mùa nắng. And sometimes rain. Và thỉnh thoảng thì mưa. The reality is seasons change. Nhưng mà thật ra thì mùa màng cũng thay đổi. And we have to remember that. Chúng ta hãy nhớ đến điều này. So what verse talks about that in scripture? Và khúc kinh thánh nào nói về điều này trong trong kinh thánh? Well, it's some of my favorite. It's Ecclesiastes chapter 3.
Trong sách Truyền Đạo đoạn 3. Ecclesiastes chapter 3 says this. There is a time for everything and a season for every activity under heaven. Mọi điều đều xảy ra trong thời kỳ của nó. Mọi việc trên đời đều có định kỳ của nó. A time to be born. Có kỳ sinh. And a time to die. Có kỳ tử. A time to plant. Có kỳ gieo trồng. And a time to uproot. Có kỳ gặt hái. A time to kill. Có kỳ giết hại. And a time to heal. Có kỳ cứu chữa. A time to tear down. Có kỳ đập phá. And a time to build. Có kỳ xây dựng. A time to weep. Có kỳ than khóc. And a time to laugh. Có kỳ vui cười. A time to mourn. Có kỳ tang chế. And a time to dance. Có kỳ ca múa. Yes, there is a time to dance. Did you know that? Có kỳ múa, quý vị có biết chuyện đó không? A time to throw stones. Có kỳ ném đá. And a time to gather stones. Mà có kỳ thu lượm đá. A time to embrace. Có kỳ ôm ấp. And a time to avoid embracing. Có kỳ hất hủi. Yes, I know we bow, but there is a time to hug. Chúng ta biết rằng có kỳ ôm ấp. A time to search. Có kỳ tìm kiếm. And a time to count as lost. Có kỳ bỏ qua. A time to keep. Có kỳ cất giữ. And a time to throw away. Có kỳ vứt bỏ. A time to tear. Có kỳ xé rách. And a time to sow. Có kỳ vá may. Oh man, I'm not sure if I like this one. A time to be silent. Có kỳ nín lặng. Because I like to talk. Tại vì tôi thích nói. Can you tell that I like to talk? Quý vị có thể để ý là tôi thích nói không? Some of you right now are like, hurry up. We got to get going. I don't want to swim today. Right? There's a time to be silent. Tôi biết có nhiều người quý vị muốn là tôi giảng lại đã để quý vị bơi tối chiều nay. And a time to speak. Nhưng mà có kỳ lên tiếng. A time to love. Có kỳ yêu. And a time to hate. Có thời ghét. A time for war. Có thời chiến. And a time for peace. Có thời bình. This is a verse that's about seasons. Đây là câu nói về mùa trong cuộc đời. Seasons in your life that change. Và mùa màng trong đời sống có thể thay đổi. And if you don't know and if you don't remember, I'm here to remind you just like I tried to remind you last night. Và nếu quý vị không nhớ thì tôi muốn nhắc nhở quý vị giống như tôi đã nhắc nhở quý vị tối hôm qua. That there are duties in every season. Và trong mỗi mùa của cuộc đời chúng ta đều có bổn phận trong các mùa đó. And this morning I want to take you through them and I hope not to offend, but if I do, I'm going to apologize ahead of time. Tôi muốn suy nghĩ về ý này với quý vị. Tôi hy vọng rằng quý vị sẽ không phiền tôi, mà nếu quý vị phiền tôi thì xin quý vị thứ lỗi cho tôi. That you have in every season of your life. Vì tôi muốn rằng trong bất cứ mùa nào trong đời sống của quý vị. For example, this right here. Babies. Yeah. Right? Em bé. When you're a baby, everybody look at that baby. Is that a weird looking baby? Mỗi người chúng ta đã từng là em bé phải không? That's because that's a doll. That's not a human being. Cái này không phải là em bé là tại vì đây là búp bê thôi. What is a baby's duty? Nhiệm vụ của em bé là gì? Well, a baby's duty is very simple, at least for you. Và nhiệm vụ em bé rất là đơn giản. How many of you here have babies? Raise your hand. Ở đây ai có con nhỏ xin giơ tay. Some of them are in their room still sleeping. That's right. Okay, put your hands down. A baby's duty is to eat, sleep, and poop. Nhiệm vụ em bé thì chỉ có là ăn, ngủ và đã tiện. Isn't that true? If they don't eat, are you worried? Nếu các em không ăn thì chúng ta có lo không? Absolutely. Dĩ nhiên chúng ta lo. We have to make them eat, or else they will not grow and thrive. Nếu nó không ăn thì chúng ta ráng cho nó ăn là tại vì nếu không nó không lớn lên được. They have to sleep. Vậy các em nó phải ngủ. What happens if they don't sleep? Tại vì nếu mấy đứa nó không ngủ thì sao? Then I don't sleep. Mà tụi nó không ngủ thì mình không ngủ. And that directly affects my life. Và điều đó ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của tôi. So they have to sleep. It's very important. Cho nên mấy em bé phải ngủ và điều này rất là quan trọng. And then poop. Và phải xả ra. That's so awesome, Pastor Lin. Thank you. Can we give a round of applause for Pastor Lin? How awesome. Praise God. Yeah, they have to poop.
Yeah, nó ăn vô nó phải xả ra. I'm a doctor, okay? If babies, tôi là bác sĩ. If babies don't poop, we have a problem. They could die. Em bé mà nó ăn vô nó không xả ra là có vấn đề. If you don't poop, you can die. Mà nếu mà quý vị không xả ra, quý vị có thể chết. But that's their job. Nhưng mà cái đó là công việc của nó. To grow and to thrive. Là lớn lên, tăng trưởng. Okay? It gets a little bit more complicated in the next season when you're a toddler. Nhưng mà đến cái mùa sau thì bắt đầu phức tạp hơn một chút xíu. Your duty is to learn to walk if you have legs. Và nhiệm vụ là phải học đi. If you don't have legs and you have to learn to use the chair, praise God for those chairs. Là tại vì không có, nếu mà không có biết đi thì là phải dùng cái những cái ghế. Your job is to learn to talk. Và công việc của chúng ta là phải học nói. Whatever language it is that you speak. Dù ngôn ngữ đó là gì. Your job is to learn to share. Và nhiệm vụ là phải học chia sẻ. Man, some of us still need to learn how to share. Mà người lớn rồi nhiều lúc cũng phải học chia sẻ với nhau nữa. And well, probably they have to know how to play. Và dĩ nhiên là phải học biết cách chơi. And some of us this weekend are relearning how to play. Nhưng mà có một số người lớn cuối tuần này mới phải học chơi. That's their job. Và đó là công việc của các em. You don't expect a toddler to go out and work at McDonald's, do you? Chúng ta đâu có mong là mấy cái em đang bò đó đi làm việc ở McDonald's đâu. Okay, let's keep going. It's going to get a little harder, okay? Và mỗi ngày khó hơn chút xíu. In the season of being a kid. Now, I'm going to put some ages up there, but you know, they can change depending upon your maturity, okay? So nobody get mad at Pastor Victor. Tôi là nói là con nít là khoảng 5 đến 10 tuổi, nhưng mà nhiều quý vị vẫn là con nít, mà quý vị đừng có phiền tôi nha. And if you get mad at Pastor Victor, don't get mad at Pastor Lynn. Just come talk to Pastor Victor. Quý vị phiền, quý vị phiền là xin phiền tôi chứ đừng phiền ổng chứ đừng phiền tôi. Your job is to go to school. Công việc của vị là phải đi học. Sorry. Your job is to learn to listen to your teacher. Học nghe thầy của mình. To do your homework. Làm bài làm ở nhà. Some of us still have problems doing our homework. Có nhiều người làm bài làm ở nhà cũng chưa được nữa. And to make friends. Và kết bạn. Some of us forgot how to do that too. Nhiều người quên cách làm bạn. That's why you have a whole camp based on welcoming people to your church. Và đó là lý do tại sao chúng ta phải học tiếp nhận nhau khi những người mới đến hội thánh. We forgot how to make friends. Chúng ta cần phải học cách làm bạn. That's what you do as a kid. That's your job. Và đó là nhiệm vụ của những người trẻ. And if you do that, God is pleased. Và khi chúng ta làm điều đó thì Chúa vui lòng. And your parents are pleased. Và cha mẹ quý vị vui lòng. All right, here we go. Are you ready for the next one? Kế tiếp là gì? Okay. Nobody has stones, right? The time to throw stones is not right now. Okay? Kinh Thánh nói là có thì luyện đá, nhưng mà xin quý vị đừng luyện đá bây giờ. Okay, teenager. There we go. Tuổi thiếu niên. I deal with them every day. Và tôi phải đối diện với chuyện này mỗi ngày. I was one of them yesterday. Và hôm qua tôi đã là một người thiếu niên. In fact, I was the worst one. Mà tôi là người thiếu niên tệ nhất. At a camp like this, you wouldn't find me on the grass. Tại vì trại như thế này là quý vị sẽ thấy tôi ngoài sân cỏ. You wouldn't find me in one of the rooms. Và tìm thấy tôi ở trong các phòng. You'd find me hiding on the roof. Và núp ở trên trần nhà. So all of you who do that, be careful. Mà các em nào mà làm như vậy là nên cẩn thận. God may make you one day into a pastor. Là tại vì em nào mà phá như vậy nữa sao là mục sư ráng chịu. Very dangerous situation. Thì đó là rất là nguy hiểm. All right. So what is your duty as a teenager? Tuổi thiếu niên phải làm gì? Is to study. Là phải học. And learn how to manage your new body. Và tìm cách quản lý cái thân thể mới của mình. What do you mean by new body? You grow up. Thân thể mới là gì? Là chúng ta lớn lên. Your voice goes from this, hi everybody. Tự nhiên cái giọng đó. To this, hello everybody. Tự nhiên cái giọng già đi. You start to smell. Và tự nhiên mồ hôi có mùi. You don't know you smell. Quý vị không có biết mùi của mồ hôi mình. But your teachers know you smell. Nhưng mà thầy giáo của quý vị biết là mồ hôi nó khác. So we try to help you. Đó, và cũng tìm cách giúp quý vị. And especially learn how to manage your new emotions. Và tìm cách để quản lý những xúc cảm của mình. As you try to figure out who you are. Khi học biết mình là ai. And especially who you are in Christ Jesus. Và nhất là mình là ai trong Chúa Jesus Christ. Where are my teenagers in this room? Raise your hand, teenagers. Ai là tuổi thiếu niên trong phòng này xin giơ tay lên.
Difficult, difficult, difficult. Okay, put your hands down. You smell. Okay. Là hôi lắm. How many people here 19 to 35? 19 to 35. 19 tuổi đến 35 tuổi. 19 tuổi 35 tuổi xin giơ tay lên. 35. All right. Put your hands down. Are you ready? Some of you are like, yeah, me, and you're not. It's okay. Right? Put it up there. Your duty is to get a job. Nhiệm vụ là phải kiếm việc làm. Yeah. I said it for you. Get a job. Và tôi nói cho quý vị là phải kiếm việc làm. Or go study more. Hoặc là đi học nữa. I'm 40 and I have 10 degrees. Tôi mới 40 tuổi mà tôi có 10 bằng cấp. 3 doctorates. 3 bằng tiến sĩ. 5 masters. 5 bằng cao học. And 2 bachelors. Và 2 bằng cử nhân. I have a what they call, yeah, that's why this head is so messed up. Cho nên bởi vậy đầu óc tôi nó lộn xộn. I have 10 degrees. Tôi có 10 bằng cấp. How many do you have? Quý vị có bao nhiêu bằng cấp? What's your excuse? Tại sao không có bằng cấp đó? Why? Because I want to be the best that I can be for Jesus. Là tại vì tôi muốn trở thành người tốt nhất cho Chúa. Amen. Amen. So get a job. Kiếm việc làm đi. Study more. Học nữa đi. You have to figure out to marry. Với lại là phải tìm lấy vợ cưới chồng đi. Or not to marry. Hay là ở độc thân. Don't worry. You can live a full life either way. Không sao. Có gia đình hay không có gia đình vẫn có thể sống trọn vẹn như thường. You can. And don't worry. God knows who you're going to marry. Nhưng mà Chúa cũng biết rồi quý vị sẽ lấy ai. Even if it's just him. Hay hoặc là chỉ sống với Chúa thôi. And your job is to figure out location, location, location. Và phải biết rằng ở đâu, ở đâu, ở đâu. That's your job. Đó là công việc của quý vị. So if you're 19 to 35 and you don't go to work, you don't go to school. Và nếu mà ai lớn tuổi 19 đến 30 mà không có đi làm việc làm. You're not doing your job. Step up. Thì là không có làm nhiệm vụ của mình. It's your season. Đó là mùa của đời sống các bạn. Okay, 36 to 65. Raise your hand. 36 tuổi đến 65 tuổi xin giơ lên. Come on, I put you in a big group. So those of you closer to 65, don't be ashamed, okay? 36 to 65. Okay, you 36 got two tuổi 65 tuổi xin giơ tay. This is the season that you're in right here. The season to build and to climb. Okay. Nhiệm vụ là xây dựng và leo. To build and to climb. Xây dựng và leo cao. You are in the prime time of your life. Quý vị ở trong thời gian mạnh nhất của cuộc đời. I'm sorry to tell you that you will never be better. Tôi muốn nói với quý vị là quý vị sẽ không bao giờ có lứa tuổi tốt hơn lứa tuổi này. So work hard. Nên hãy làm việc siêng năng. Work as unto Jesus. Làm việc cho Chúa. If your boss is terrible, nếu mà chủ của mình tệ quá, think of Jesus. Thì là làm chứng về Chúa cho ông. If your boss is good, nếu mà chủ của mình tốt, think of Jesus. Thì cũng cảm ơn Chúa. And keep working. Và làm việc siêng năng. Keep building. Tiếp tục xây dựng. Keep saving. Và để dành. So that you can live a life that honors God. Để có thể sống một đời sáng danh Chúa. I probably don't have to say this to this group, but it's big in my church. Có thể phòng này thì tôi không cần nói chuyện này, mà tôi có nói chuyện này ở trong hội thánh của tôi. And in my community. Ở trong cái cộng đồng của tôi. If you're a parent, nếu các quý vị là một phụ huynh, no matter what the world says, thì dầu cho thế giới có nói gì đi nữa, you need to raise your kids. Thì quý vị phải nuôi dạy con của mình. You need to raise them. Quý vị phải trưởng dưỡng các em. Not the TV. Không có giao cho TV làm chuyện đó. Not the internet. Không có giao cho internet làm chuyện đó. Not their iPods. Không có giao cho mấy cái điện thoại làm chuyện đó. It's your job. Đó là công việc của quý vị. You had them. Và quý vị phải làm điều đó. They were no accident. Và đây là điều không phải tự nhiên so mà raise phải làm. Them. That's the season that you're in. Các em lớn lên là nhờ quý vị. Okay, build and climb. You guys got it? If you got it, say amen. Quý vị rõ rồi điều này chưa? Nếu rõ thì nói amen. Okay.
Okay, see, you came to this church service, you didn't think you was going to hear about this kind of stuff. Phải không? Hồi mình đi nhóm đâu có định là tới đây nghe mấy vụ này đâu phải không? The Asian in me, I was raised right. Okay, my parents taught me to respect everyone who's older than me. Tôi lớn lên trong gia đình Á Châu và dạy tôi được dạy rằng phải kính trọng những người lớn tuổi hơn tôi. And so I want you to understand, I love you and I do respect you. Và vì vậy tôi muốn nói với quý vị là tôi yêu thương quý vị và tôi tôn trọng quý vị. Of course, as years go by, I'm starting to realize there's less people that are older than me. Nhưng mà mỗi năm tháng trở đi tôi thấy là ít người lớn tuổi hơn tôi, càng ngày người lớn tuổi tới hơn mà những người nhỏ tuổi tôi mỗi ngày cũng nhiều hơn. Let's go into the next season right here. Senior adult. Và như vậy đến là lớn tuổi cao niên. 66 to heaven. 66 tuổi đến 100 tuổi. All right. Raise your hands if you can. If you don't have the energy, it's okay. Don't do this. That's weird. Okay? Quý vị nào mà còn sức thì giơ tay lên, mà không còn sức thì để như này thì kỳ lắm. Yeah, there you go. Good job, sir. All right. Your job is to build a legacy. Nhiệm vụ của quý vị là để lại một di sản. It's time to start thinking about who's next. Và đây là thời gian suy nghĩ là ai sẽ tiếp nối mình. Who are you going to invest everything in that you've learned, everything that you've collected, everything that you built in prime time? Who are you going to give that to? Tất cả những điều chúng ta học hỏi xây dựng, because, chúng ta sẽ giao lại cho ai? Because you can't take it with you. Là tại vì chúng ta không đem theo được. And you don't need it in heaven. Và lên thiên đàng đâu cần mấy thứ đó đâu. Of course, you better make sure in this season that you're going to heaven. Mình dĩ nhiên trong khoảng thời gian này phải chắc là mình sẽ lên thiên đàng. By believing in Jesus. Khi tôi tin Chúa Giêsu Christ. I'm sorry, I searched this in the whole world. There's no other way. Và tôi đã tìm kiếm hết, không còn đường nào khác. I tried to find it for you, but I couldn't. Tôi muốn tìm cách nào khác lên thiên đàng mà không cần Chúa Giêsu mà tôi không tìm được. Only Jesus. Chỉ qua Chúa Giêsu mà thôi. And I'm not sad about that. Và tôi không có buồn về chuyện này. All right, your job is also to enjoy the fruit of your labor. Và nhiệm vụ của chúng ta là vui hưởng bông trái của công việc khó nhọc của mình. Take the time to smell some of the roses. Dành thì ngửi hoa hồng. You earned it. Quý vị đáng được pass the torch. Được điều đó. Even in church. Mà chúng ta dành thời gian thoải mái để có thể quý nhau. It's okay. If you raise them well, they'll carry it well. Và nếu chúng ta đã xây dựng thế hệ theo sau tốt thì các mọi sự sẽ tốt. Most likely you're not going to die tomorrow. Và có thể ngày mai quý vị chưa có chết đâu. So you'll be there to help them carry it. Và hãy giúp đỡ những người theo sau mình. Enjoy your grandchildren. Hãy vui với con cháu mình. If you have them. Nếu mà có con cháu. Don't work until you cannot walk. Đừng có làm việc cho đến khi mà đi không nổi nữa. Don't work until you can't remember anything. Đừng có ráng làm việc cho đến khi mình quên hết mọi sự rồi mới ngừng. Don't work until all your grandchildren are grown up. Đừng có làm việc đến khi mà cháu nội cháu ngoại lớn lên. Mà tại vì làm như vậy con cháu mình không còn build biết mình là ai nữa. A good legacy. Hãy để lại một di sản. These are the duties of each season of life. Đây là nhiệm vụ của từng mùa của cuộc đời. And you say, well, what about there's nothing Christian in there. Quý vị nói đâu có chuyện gì có liên hệ đức tin đâu. Well, there are duties for all seasons. Không, mỗi mùa của đời sống thì chúng ta đều có nhiệm vụ. It's our duty to grow in our faith. Nhưng mà trong mọi mùa đời sống chúng ta cùng to lớn build lên trong đức tin của chúng ta. Relationship with Christ. Và chúng ta xây dựng mối liên hệ của chúng ta đối với Chúa Giêsu. To protect and love your church family. Bảo vệ và yêu thương hội thánh, gia đình hội thánh quý vị. With these priorities in mind. Với những ưu tiên này. God first. Chúa trên hết. Then your family. Đến gia đình của mình. Then your church. Đến hội thánh. Then work. Và công việc. Some pastors get this messed up and it ruins their family's lives. Nhiều mục sư đã đảo lộn thứ tự này và khiến cho gia đình mình mất phước. They put church before family. Họ để hội thánh trên gia đình. They put work before family. Họ để công việc trên gia đình. And they wonder what happened to their family. Và họ không biết tại sao những chuyện này xảy ra cho gia đình của mình. Your family is your first ministry. Nhưng mà mục vụ đầu tiên của mỗi người là gia đình của mình. Our duty continues to be to share our faith with others. Và nhiệm vụ của chúng ta cũng là chia sẻ đức tin của chúng ta với những người khác. And of course,
to build the next generation. Và dĩ nhiên là xây dựng thế hệ theo sau. Even you who are young. Ngay cả các em, các bạn là những người trẻ. Yours is to build the next generation below you. Lúc nào chúng ta cũng có thể giúp những người trẻ hơn mình. That is the family of God. Đó là gia đình của Đức Chúa Trời. Okay, you've seen these duties, right? You saw them. Quý vị đã thấy tất cả những nhiệm vụ này rồi phải không? You looked at them up there. Hãy chúng ta có thể nhìn trên bảng này. And I see all you're looking at me now and you're not very happy with me. Tôi thấy ánh mắt quý vị nhìn tôi có vẻ không vui lắm. Good. Tốt thôi. I did not come here to tickle your ears. Ở đây tôi không tới để giống như nịnh quý vị. I did not come here to make you happy. Tôi không đến đây làm cho quý vị giống như là thích tôi. I came here to serve the Lord. Nhưng mà tôi đến đây để hầu việc Đức Chúa Trời. Yeah, to bring you some joy. Và đem đến niềm vui cho quý vị chứ. But I know why you're not happy. Nhưng mà tôi nghĩ rằng có thể chúng ta không được vui lắm. I know why your faces went from this. Có thể nhiều lúc chúng ta ngại về chuyện này. And it's not because everything we put up here, next slide, is so easy, right? It's so easy. Is doing all that easy? Như vậy tất cả làm tất cả chuyện đó có dễ không? No, it's not easy. Những chuyện đó không dễ. Life is hard. Đời sống là khó khăn. But it's even harder if you don't remember who you are. Nhưng mà sẽ khó hơn nếu không biết if mình là ai. If you don't know your duty. Mình không rõ nhiệm vụ của mình là if you get stuck in some other season, nếu chúng ta cứ làm nhiệm vụ của cái mùa khác của cuộc đời, don't remember who is with you. Và không nhớ những người ở gần bên mình. Give me the next slide. Look at that. Hãy nhìn hình này. Who are you in this slide? Quý vị là ai ở trong cái hình ảnh này? Sometimes me as a pastor, I get stuck thinking I'm that guy up there. Nhiều lúc tôi là mục sư, tôi tưởng tôi là người chăn chiên ở trên đó. And when the sheep are doing all kinds of crazy things, ngay cả trong lúc tất cả các chiên làm mọi chuyện điên rồ, fighting with each other, khi các học sinh đang đánh lộn với nhau, not coming to school, không chịu đi học, my congregation's fighting over the dumbest of things, và hội thánh thì là cãi nhau những chuyện không có nghĩa lý gì cả, I get so stressed out, thì tôi rất là mệt mỏi. But then I take a step back and I remember. Nhưng mà tôi bước lùi một bước và tôi nhớ rằng. Even I'm not that man. Nhưng mà ngay cả tôi là một sư thì tôi không phải là cái người đó. I'm right here. Nhưng mà tôi là một trong những bầy chiên của Chúa. And you are too. Và quý vị cũng vậy. Why? Because our God, who is Father of our family. Tại vì Đức Chúa Trời là Cha của gia đình Ngài. I remind you that He declares in His Word. Và Ngài tuyên bố trong lời của Ngài rằng in John 10, I am the good shepherd. Ở trong Giăng đoạn 10, Ngài nói ta là người chăn nhân từ. It says the hired hand is not the shepherd and does not own the sheep. Chúa nói những người chăn mướn thì không có yêu thương chiên. So when he sees the wolf coming, he abandons the sheep and runs away. Khi thấy muông sói đến thì người chăn mướn. Then the wolf attacks the flock and scatters it. Và chiên tấn công sói tấn công chiên và chiên tan lạc. The man runs away because he is a hired hand and cares nothing for the sheep. Người chăn mướn chạy trốn tại vì người này không lo cho chiên. I'm here to remind you this morning that no matter what season you're in and no matter what you're going through, your God cares for you. Tôi muốn nhắc nhở quý vị rằng dầu quý vị ở trong mùa nào của đời sống của mình và dầu quý vị như thế nào because thì Đức Chúa Trời chăm sóc cho quý vị. The good shepherd. Vì Ngài là đấng chăn nhân lành. He's raised you since you were a little sheep, whatever those are called. Và Ngài chăm sóc quý vị giống như người chăn chăm sóc chiên của mình. It continues, I am the good shepherd and I know my sheep know me. Và Ngài nói rằng người chăn nhân lành biết chiên mình và chiên người biết người. Just as the Father knows me and I know the Father and I lay down my life for the sheep. Cha biết ta như thế nào thì ta cũng biết cha và ta phó sự sống mình cho chiên. I have other sheep that are not of this sheep pen. I must bring them also. Ta có những chiên thuộc những đàn khác và ta sẽ muốn đem về cùng một đàn. They too will listen to my voice and there shall be one flock. Và họ sẽ lắng nghe lời của ta và sẽ có một đàn và một người chăn mà thôi. We have a good shepherd. Chúng ta có người chăn nhân lành. Who guides us through these seasons?
hướng dẫn chúng ta qua mọi mùa của đời sống của chúng ta. But God didn't only give us himself to guide us through these seasons. Nhưng mà Ngài không phải lúc nào cũng ban cho chúng ta và hướng dẫn chúng ta trong các mùa của chúng ta. He gave us again a very important thing. Ngài ban cho chúng ta một điều rất quan trọng. And that is you. Đó là quý vị. The family of God. Gia đình của Đức Chúa Trời. The church. Hội thánh. So when we are the church, we are at our best. Khi chúng ta là hội thánh Đức Chúa Trời thì chúng ta ở trong vai trò tốt nhất. And when we're not, khi chúng ta không thuộc về hội thánh Chúa, we're just a group of people, a club, thì chúng ta chỉ là một nhóm người, một câu lạc bộ nào đó mà thôi. We're not at our best. Thì lúc đó chúng ta không phải ở vị trí tốt nhất của mình. Proverbs 27:17 says, "As iron sharpens iron, so one man sharpens another." Nó nói rằng nếu người rèn luyện nhân cách người lân cận mình giống như sắt mài sắt. How can someone grow in Christ without somebody else to help sharpen them? Làm thế nào một người có thể lớn lên trong Đấng Christ nếu không có người khác nâng đỡ họ? That is the role of the church. Và đó là vai trò của hội thánh. Hebrews 10:23 says, "Let us unswervingly hold to the hope we profess, for he who is promised is faithful." Hebrew đoạn 10 nói rằng chúng ta hãy giữ vững, không lay chuyển lời tuyên xưng về niềm hy vọng của chúng ta. And let us consider how we may spur one another toward love. Vì Đấng đã hứa với chúng ta luôn luôn thành tín, chúng ta hãy lưu ý khích lệ nhau trong yêu thương và các việc lành. And good deeds. Và các việc lành. Not giving up meeting together. Đừng bỏ qua sự nhóm họp với nhau. As some are in the habit of doing. Như thói quen của vài người. But what? Encouraging one another. Nhưng hãy khuyến khích nhau. And all the more as you see the day approaching. Anh chị em nên làm như thế nhiều hơn khi thấy ngày Chúa càng gần. This is the verse that everybody uses to say that's why we have church. Và đây là câu của nhiều người nói lý do chúng ta cần hội thánh. But I want you to look very carefully at what it says why we have it. Chúng ta hãy xem kỹ câu thánh này nói tại sao chúng ta cần hội thánh. To spur one another toward love. Để chúng ta khích lệ lẫn nhau yêu thương hơn. Do you love each other? Quý vị có yêu thương nhau không? Through every season? Qua mọi mùa màng của đời sống mình không? Well, do you? Quý vị có yêu thương không? You love those teenagers even when they stink? Quý vị có thương mấy em tuổi thiếu niên không? You still love them? Quý vị có thương nó không? See, some of the adults are like, eh, maybe. Nhiều người không biết nghĩ sao về chuyện này. But if you are part of the church, then the answer is yes. Nhưng mà nếu các em đã thuộc về hội thánh thì câu trả lời because chúng ta là this thương. Family's job is to spur them on toward love. Tại vì công việc của hội thánh là khích lệ lẫn nhau để yêu thương nhau. And good deeds. Và các việc lành. This is the one we always focus on, not giving up meeting together. And we're like, come to church, come to church, come to church. It says right there. Và cái câu kinh thánh đó là đừng có bỏ quên sự nhóm lại là cái lý do tại sao cứ nhắc nhau đi nhà thờ, đi nhóm lại là vậy. But also encouraging one another. Nhưng mà phải khích lệ lẫn nhau nữa. Do you still encourage one another? Quý vị còn khích lệ những người xung quanh mình không? You need to, because life, give me the next slide. Most commonly, next slide looks like this. Chúng ta cần làm điều này tại vì cuộc sống nhiều lúc rất là đầy bão tố về đời sống của những người khác nhau. And some of you feel like this, whatever season you're in right now. Và có một số người đang cảm thấy mình đang trải qua sóng gió giống như vậy. Whose job is to help them? Ai là người nâng đỡ những người này? Whose job is to welcome them? Ai là những người tiếp đón những người này? It's yours. Đó là quý vị. Because one day you're going to need that too. Tại vì ngày nào đó quý vị cũng cần sự khích lệ tiếp đón giống như vậy. That's why God put you here. Đó là lý do Chúa đặt quý vị trong hội thánh. So Paul deals with this in Romans and he says, "Therefore, let us stop passing judgment on one another." Và đây là lý do sứ đồ Phaolô nói vậy, chúng ta đừng lên án lẫn nhau nữa. Instead, make up your mind not to put any stumbling block or obstacle in the way of a brother or sister.
nhưng quyết định không làm trở ngại hay gây cớ vấp ngã cho anh chị em mình. And he continues on in verse 19 to say, let us therefore make every effort to do what leads to peace. Và trong câu 19 ông nói tiếp rằng vậy, chúng ta hãy đeo đuổi làm các việc hòa thuận và xây dựng. And to mutual edification. Và xây dựng lẫn nhau. This is not just the job of the older in the church. Are you listening to me, young people? Quý vị trẻ nghe rằng đây không phải là công việc của những trưởng lão của trong hội thánh mà thôi. You know, we don't just deal with this in this church. Đây không phải là chuyện mà hội thánh này phải gặp. All churches. Mà trong tất cả các hội thánh đều phải gặp. We deal with it in our denomination. Và chúng ta phải đối diện nó trong hội thánh khác nhau. Và ngay cả giữa các mục sư đối với nhau cũng vậy. Older pastors. Những người mục sư cao tuổi. Don't trust the younger pastors. Và nhiều lúc họ không tin cậy như mục sư trẻ tuổi. Younger pastors. Và những người mục sư trẻ tuổi hơn. Don't appreciate the older pastors. Không quý trọng như mục sư cao tuổi hơn. They think they're outdated. Họ nghĩ là mấy người này lỗi thời rồi. They think they should be in heaven already. Đáng lẽ là mấy ông này lên thiên đàng mất đi cho rồi. They say, give me your church. Và nó phải giao công việc cho tôi đi. Give me your legacy. Giao cho tôi di sản đi. And so they don't talk to each other. Và vì vậy thế hệ trẻ và già không nói chuyện với nhau nữa. Even when I became a youth pastor at 17, trong lúc mà tôi trở thành một sư thanh niên lúc mới 17 tuổi thôi, I stood right in the middle. Thì lúc nào tôi cũng đứng giữa ở hai thế hệ. And I reached out to one and I said, older people, I respect you. Tôi nói với những người cao tuổi hơn, thưa quý vị, tôi tôn trọng quý vị. I will get to know you. Tôi muốn biết thêm về quý vị. I will learn your story. Tôi muốn học về những câu chuyện của quý vị. Because most likely I'll be speaking at your funeral anyways. Là tại vì thế nào tôi cũng làm đám tang cho quý vị thôi. And I need something to say. Và tôi phải biết một số câu chuyện của quý vị để tôi kể. Younger people, I will be with you. Hỡi những người trẻ, tôi cũng ở cùng với các bạn. And progress is if you are better than me. Và các bạn có thể tiến bộ hơn tôi. I will value you. Tôi quý trọng các bạn. I will listen to you. Tôi sẽ lắng nghe các bạn. Even though it's very hard for me to remember my problems at your age. Dù tôi không có thể cảm thông quý vị giống như hồi tôi còn trẻ như vậy. Because as when they fight with each other and they don't talk to each other, you know what happens? Và nếu vì tại sao? Vì nếu một ngày nào đó thế hệ trẻ và già trong hội thánh nói chuyện với nhau. The church does not get done. Khi đó nhiệm vụ của hội thánh không thực hiện được. And it's not Satan that puts this stumbling block. Mà đó không phải là Satan làm chúng ta vấp ngã. He doesn't have to. Satan đâu cần làm chuyện đó đâu. Because we do. Tại vì chúng ta đã gây vấp ngã cho nhau. We need to come together in all seasons and be a family together. Trong mọi mùa của đời sống, chúng ta hãy đến chung với nhau và sống như gia đình của Chúa. And overcome the differences that we have. Và vượt thắng hơn những khó khăn chúng ta có với nhau. So that the young will know what to value and have the wisdom to know where to go. Để giới trẻ có thể học được những người lớn và học hỏi sự khôn ngoan của những người lớn. And the older will have the comfort passing the torch to those who are ready to receive it. Và khi thế hệ lớn sẵn sàng trao lại cái ngọn đuốc thì các bạn sẵn sàng nhận lấy. We don't because we forget the seasons that they're in, or perhaps we never knew. We forget what it is to be a teenager. Có thể chúng ta không thông cảm là tại vì chúng ta quên đi chúng ta đã từng là những người trẻ. Sometimes it's less a Christian thing than it is a cultural thing. Đôi khi đây không phải là chuyện đức tin mà đây là vấn đề văn hóa. But this goes to our first day's conversation. Are you more your culture or are you more Christian? Đây là điều chúng ta nói với nhau trong đêm đầu tiên là chúng ta thấy mình là tín đồ trước hay là chúng ta nghĩ mình là Việt Nam trước? We cause them to stumble sometimes because we're just in a bad mood. We're grumpy. Và dù nếu chúng ta có suy nghĩ về văn hóa thì chúng ta sẽ bực mình lẫn nhau. And young people, you gotta understand something about older people. Sometimes we're grumpy. Mà các bạn trẻ biết không? Người lớn ưa quạo lắm. And we have the right to be grumpy. Mà người già là có quyền quạo. So when we're grumpy, love us. Cho nên khi người nhà mà người già mà quạo đó thì cứ thương họ đi. Care for us. Lo cho họ. Older people, you got to remember that young people go through a lot of important stuff too.
Mà thưa những người cao tuổi, phải nhớ là những người trẻ tuổi cũng gặp nhiều khó khăn trong đời sống lắm. Stuff that you can't even remember anymore because you can't even remember where you put your keys. Là có nhiều chuyện quý vị quên rồi, quên chuyện thất tình chỉ vì hồi đó, tại vì ngay cả bây giờ chìa khóa để đâu còn không nhớ nữa mà. But it's all valuable because you're all valuable to God. Nhưng mà tất cả chúng ta đều quý trọng vì chúng ta quý trọng trước mặt Chúa. So this morning I challenge you. Vì vậy sáng hôm nay tôi thách thức quý vị. To stop being a stumbling block to each other. Hãy chấm dứt, đừng làm cớ vấp ngã cho nhau. To rise up and to love the Lord more than you ever have. Hãy vươn lên và yêu mến Đức Chúa Trời hơn mọi lúc nào khác. And as it says in Hebrews 13, through him, let us continually offer up a sacrifice of praise to God. Và do nói giống như trong Hebrew đoạn 13 nói rằng vậy, chúng ta hãy nhờ cậy Đức Chúa Giêsu mà liên tục dâng cho Đức Chúa Trời tế lễ ca ngợi. That is the fruit of lips that acknowledge his name. Là kết quả của môi miệng tuyên xưng danh Ngài. Do not neglect to do good and to share what you have. Đừng quên đi các việc làm lành và chia sẻ cho người khác. For such sacrifices are pleasing. Vì đó là những tế lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời. You know, I preach this a lot of times to a lot of churches. Thưa quý vị, tôi giảng cho nhiều thánh nhiều lần. And they hear me. Họ lắng nghe tôi. At black churches, they yell amen. Mấy nhà thờ da đen thì họ nói là amen. They say preach it, pastor, preach it. Họ nói là mục sư giảng nữa đi, giảng nữa đi. At Asian churches, they do exactly what you do. They sit very respectful. Mà mấy hội thánh Á Châu thì giống như quý vị ngồi giống như tượng đá vậy. And I say amen. Tôi nói amen. And they go. Okay. But let me tell you, the ones that hear it and actually do it are the ones that grow and are successful. Nhưng mà tôi thưa với quý vị rằng hội thánh nào lắng nghe và làm theo thì sẽ được phước. That in the next generation don't shrink into nothing. Để thế hệ theo sau không to nhỏ teo nhỏ lại. The ones that don't are the ones that become condominiums in the next generation. Chúng ta không muốn thế hệ theo sau chỉ nguội lạnh mà thôi. I believe this church can do it. Và tôi tin rằng hội thánh này có thể được phước của Chúa. And I'm counting on you too. Và tôi mong đợi quý vị tăng trưởng trong Chúa. For the glory of God. Vì cớ sự vinh quang của Chúa. Let's bow our heads in prayer. Chúng ta cùng cúi đầu với Chúa. Father God, I thank you for this morning. Lạy Chúa, chúng con ngợi khen Chúa về sáng hôm nay. And I thank you for the joy of the opportunity to be here to speak with this wonderful family. Con cảm ơn Chúa vì niềm vui có dịp tiện để có thể giảng dạy lời của Chúa. I pray that you help them to understand the seasons that they're in. Chúa ơi, xin giúp đỡ cho mọi người có thể hiểu được mùa của đời sống của mình. And to remember the seasons that others are as well. Và cũng nhớ đến mùa đời sống của những người khác nữa. Guide them to love one another. Xin hãy hướng dẫn chúng con yêu mến lẫn nhau. And not to make each other stumble. Và đừng gây vấp ngã cho nhau. Help them to build the best church. Xin giúp đỡ hội thánh tại đây xây dựng trở thành hội thánh tốt nhất. They will continue to bring joy to you. Để tiếp tục đem cho Ngài niềm vui. For generations to come. Cho nhiều thế hệ kế tiếp. We love you, Lord. Chúng con yêu mến Ngài, thưa Chúa. And we thank you for this morning. Chúng con cảm ơn Ngài vì sáng hôm nay. In Jesus' name we pray. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. God bless you. Chúng ta cảm ơn.